Một thông tin vui về công tác phòng chống dịch thưa quý vị. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại địa phương này đã khỏi bệnh. Tính từ ngày 31 tháng 7 đến nay đã qua 40 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, hiện tất cả các trường hợp là F1, F2, F3 của các ca mắc COVID-19 cũng đã âm tính và hoàn thành cách ly y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K cộng vaccine của Bộ Y tế, tiếp tục xét nghiệm tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường quản lý công nhân, chuyên gia ngoại tỉnh làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định.